Trời, nó buồn gì đâu mà nó buồn anh em à. Nghĩ sao mà 88,9% anh em viewer chưa đăng ký kênh cho mình, chỉ có 11,1% là anh em đã đăng ký rồi thôi. Thôi mà nói đến đây thì mong là anh em hãy bỏ ra vài giây để ấn cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều, tha thiết luôn anh em, năn nỉ anh em á. Không, mình năn nỉ luôn nha anh em ơi. Đăng ký kênh mình nha. Ok, cảm ơn em nhiều. Chào anh em, lại là mình, Du Kẹt đây. Nối tiếp series 117 vị tướng khác nhau lên chiến trường ở tập 2 vừa rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái tập 3 nha. Mà trước khi vào tập 3 á, thì chắc chắn rồi, mình sẽ cần phải nhắc lại ở tập trước mình đã sử dụng cho mình những cái vị tướng gì, cũng như là đã lên được cái mức rank gì nha anh em ơi. Ở trong tập vừa rồi thì mình đã sử dụng lần lượt 6 vị tướng sau đây, đó chính là Destra, Darcy, Garak, Atrid, Phoenix và cuối cùng đó chính là Isa. Cùng với đó mình đã lên được mức rank đó chính là tinh anh 5 3 sao anh em ạ. Vậy thì đến với tập của ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng tiếp cho mình những cái vị tướng gì, cũng như là lên được mức rank gì thì mời anh em cùng đón xem nha. Ok, và không liên thoa liên thuyên nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay vào clip lúc nào anh em ơi. Let's go. Đến với trận đấu đầu tiên này thì thật sự rất là tiếc luôn anh em à. Ít khi là một con bài rất mạnh ở trên rank cao nha, nhưng mà vô tình á là mình quên bích tướng, rốt cuộc thì game nó tự bích cho mình con ít ghi ngay từ rank này luôn rồi. Rank này thì mình định chơi những cái vị tướng nào mà nó out meta thôi anh em à, chứ chưa có nghĩ đến bích một cái vị tướng nào mà nó đang hợp meta, đang mạnh hay là khắc chế đội hình tem địch. Thôi thì mình cũng đã lỡ chỗ ít ghi rồi, đánh thôi chứ biết làm sao được ha anh em ơi. Ở đầu game sau khi mà mình đã đẩy lên mid xong thì vừa mới có một pha di chuyển xuống đường rồng để gank rồng anh em mà. Rốt cuộc thì thấy được cái thanh niên Nata này có cái ý đồ muốn cướp cái con blue, nên mình cũng vào thật là nhanh luôn và cố gắng giữ lại blue cho rừng tem mình nha. Tầm này thì mình đã lấy được rất là nhiều máu của Nata rồi này. Ui, bà ấy không quyết định là về hồi máu lắm, tốc biến lên đánh luôn nha. Nhưng mà mình lại ăn nguyên cả cái chiêu 2 của Natalia anh em mà. Rốt cuộc thì bị choáng, mém tới là người mua tỏi rồi nè. May sao thì Natalia sử dụng cái chiêu 1 nó hơi a đùi một chút xíu. Đó, phóng hụt mất tiêu. Nên là mình vẫn sống và ăn được cái bạn của Natalia nha. Cái vị tướng ít ghi này ở trên rank cao được tin dùng rất là nhiều luôn anh em mà. Bởi vì cái sức mạnh của nó mạnh xuyên suốt từ đầu cho tới cuối game luôn ấy. Như anh em có thể thấy nè, mình sử dụng chiêu một hoài luôn. Và lượng đam nó gây ra rất là to chứ không phải là nhỏ anh em mà. Rồi bập ulti cái bẹt nè. Ok, và có ngay cái mạng của Natalia. Đây là cái mạng thứ hai của mình rồi ha. Đẩy lính vừa nhanh nữa anh em. Bị cái là hơi thiếu cơ động một chút xíu thôi, nhưng mà không sao. Có cái chiêu 2 cũng coi như là một cái bảo hộ của mình anh em à. Ai mà lao vào thì mình hất chiêu 2 ra một cái một thôi, không có sao hết. Và cái cách chơi vị tướng ít ghi này như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi anh em mà. Đầu tiên là anh em sử dụng chiêu 2 vào cái tướng địch mà anh em muốn thả bom nè. Đó, bởi vì sao? Là khi mà anh em sử dụng chiêu 2 trúng vào tướng địch được ấy, là cái số lượng bom của anh em thả nó được hồi lại liên tục luôn anh em mà. Nó không mất đi nha. Cho tới khi nào mà cái chiêu 2 của anh em nó hết hiệu lực thì thôi. Đấy. Cho nên là nói chung anh em muốn thả bom vào vị tướng nào thì em sử dụng chiêu 2 vào vị tướng đó, là bom anh em sẽ được hồi liên tục luôn. Nhưng mà nó chỉ có hiệu lực ở trên người thôi nha anh em ơi, hiệu lực trên tướng thôi ấy, không có hiệu lực trên quái và lính đâu. Đây này, mình thì phạm cho anh em này anh em ơi, bật chiêu 2 lên này. Đó, phóng một tướng địch rồi phóng chiêu 1 thôi. Bịt, bịt, bịt. Ôi giời, tốc biến đi mất tiêu rồi. Từ từ nha, mình sẽ thả bom bằng cái chiêu ulti nè. Đủ đam không? Ủa, không đủ đam anh em à. Cái lớp giáp của con Aya nó dày quá, nhưng mà pha này tốc biến thêm chọi thêm cái nữa là ok và thành công có ngay các bạn của Natalia. Còn con Aya này thì nó đang còn nội tại anh em mà. Mình chưa có muốn chọi nó lắm, có chọi là mình muốn chọi cái thằng Stuart này nè. Đó, đâu chưa? Anh em thấy một cái chế bom thôi mà gần nửa cái thằng Stuart này đấy. Chọi chọi đã lắm anh em mà, có ít ghi này thật sự trên cao đánh rất là đã luôn anh em thấy không? Xả đam liên tục luôn mà. Thứ gì chịu nổi đúng không anh em? Anh em nào mà chơi pháp sư mà giữ vị trí tốt ấy, đó là anh em chơi con này đảm bảo là hết sảy luôn anh em. Từ nãy tới giờ thì nói chung nó cũng không có gì đặc sắc anh em mà. Mình cứ thả bom tướng địch cho tay mình ép trụ thôi. Lấy khá khá trụ này này, đó đó, trời trời, nó đã luôn. Aya cú ha. Ulti bụp nè, ok, và có ngay cái mạng của Natalia. May cho Senecia là quả nó né kịp đó nha. Em thấy trời đã chưa? Ui xồi, sợ tụi ác này, thứ gì chịu nổi. Double kill luôn rồi. Tiếp theo tới con Senecia này luôn nha anh em ơi. Rồi cứ gặp thằng nào chọi thằng đó thôi. Đó chứ là mình quên xài chiêu 2 rồi anh em. Quên xài chiêu 2 mất tiêu à. Giờ thấy bạn nó còn mỗi Aya với lại Senecia thôi đúng không? Ulti cái bụp nữa nè. Ủa? Con Aya nó nhảy lên đầu và Senecia mất tiêu rồi. Đó, thả anh em thấy đã đâu chưa? Đâu điến người luôn ấy, thiếu xíu đam kìa. Mình nghĩ là chắc win luôn rồi quá anh em ơi. Chơi con này kiểu áp lực quá. Con này nó quá mạnh luôn á, quá mạnh ở cái mức rank này luôn, cực kỳ là áp lực. Ấy vẫn liên tục là chọi này, tóc biến ra né cái thằng Sultan này, nó ulti mình là mình ngẫm đó anh em mà. Ôi chết hết luôn này. Còn mỗi Natalia thì không biết là có win được hay là chưa. Mình nghĩ là win tới nơi rồi, khi mà Enzo lên đây thì mình nghĩ là chắc là win rồi anh em. Thì Enzo thì cũng có đam để trụ mà đúng không? Mình cứ thoải mái thả vào con Nata này thôi. Bụp một cái, úi xồi, nửa cây mất tiêu luôn rồi anh em.
nửa cây mà mình dội bom cái mất tiêu luôn. Ok, và trận đấu đầu tiên kết thúc tại đây rất là nhanh và chóng vánh luôn ha, bởi vì mình chơi một cái vị tướng nó quá là mạnh đi mà lại còn chơi mức rank này nữa chứ. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái trận đấu tiếp theo này nào. Trận tiếp theo này thì mình sử dụng cho mình con bài mắt nha anh em ơi. Đó, nói chung là mắt Ameta cũng khá là lâu rồi đấy. Tuy nhiên mắt không có yếu nha anh em ơi, chỉ là nó hơi kén người chơi một chút xíu thôi, chứ thật ra thì mắt vẫn đánh, mình cảm giác đánh khá là ok đấy chứ, đâu có yếu lắm đâu. Con mắt này mà lên full dam xong rồi dí đúng một mình thằng AD tem nó thôi anh em à, cứ bay một bay là một mạng, đảm bảo nếu mà anh em lên full dam luôn ấy. Đầu game thì con mắt này nó không phải là thua thiệt ai đâu anh em mà, đó quýnh nhau gọi là tẹt ga luôn, quýnh mấy thằng đấu sĩ rồi đỡ đòn rồi anh em xét thủ luôn nha. Ấy chỉ sợ mỗi chứ mình nghĩ chắc sợ mỗi đúng con Valentino level 2 ấy chứ, sợ con nào đâu anh em mà. Một phát cái bụp nè có ngay cái chiến công đầu cực kỳ là đơn giản luôn. Thằng Volcat này bị mình làm cái chiến công đầu xong rồi thì những cái bỏ lên xuống mít luôn anh em mà. Đó, mình quyết định mình không tha cho nó, mình cũng xuống mít. Ô thì ra là có lên đo à. Từ từ nha, xong con lính này là mình có cho mình cái level 4 nè. Có xong level 4 là mày chết chứ thằng Volcat ơi. Rồi. Volcat ơi. Chạy đâu con sâu lụm kẹo. Trời ơi, quả đó mình chưa một bộc phá trước thì ngon hơn anh em ơi. Thì mình bộc phá trước mất tiêu rồi, tưởng đâu đủ đam. Giờ mất bà luôn cái bộc phá. Chạy lẹ anh em ơi, thằng Elenor đang dí mình nè. Đang dí tới sát đứt rồi đó. Cắm đầu mà chạy thôi. Biến về nha anh em ơi. Quýnh con mắt này mà lâu lâu anh em thấy thằng nào yếu máu á. Đó. Anh em cứ thấy thằng nào yếu máu là anh bay thằng đó cho mình. Lùm kẹo ngay cái thằng Elenor này nha anh em ơi. Ok. Và tông vào á, anh em sử dụng chuyên một để tăng được cái tốc độ chạy nha, để mà anh em dắt nó. Đó, giống con KDC này nó đòi thả bướm mới nè. Tuy nhiên thì mình bật cái chiêu 2 lên là có miễn thương, sau đó bật chiêu 1 nữa, xài chiêu 1 nữa là tăng tốc độ chạy mình chạy thôi. Giờ về lại cái lane của mình nha. Giờ không biết nói chuyện sao với anh Zai Volcat này luôn anh em mà, mình còn gần nửa cây máu với nhiêu. Đó, không biết nói chuyện sao với ổng luôn á. Này thì Volcat với chúng tôi bật ngựa lên kìa. Ghê chưa? Bật ngựa không dám vô quýnh mình anh em, chết rồi. Ổng có bất tử anh em mà. Và đó mình xài chiêu 1 phá mộng quốc tử á. Mém tí là mình cũng có tỏi mất tiêu. Dùm đợt ulti bay lại tông một cái đuổi. Ok, ngon lành cành đào chưa. Mạng thứ 5 dành cho mình rồi. Tầm này khá là xanh xao rồi đấy. Một hồi mình có tầm 3-4 đồ thôi là mình bay một cái. Một AD nó chết liền anh em à. Ái chà chà, anh Zai Volcat lên khá là cao này anh em ơi. Đó, ngại gì mà không quýnh ảnh nó chết rồi. Xài chiêu 1 phá rồi anh em. Ui mà sao Volcat mạnh dữ vậy anh em. Chết chạy. Lách. Né chiêu 2 nè. Né chiêu hai cái nhẹ nè. Rồi bật ulti lên ha. Volcat nghe nói là Volcat cũng hết ulti rồi anh em mà. Hết ulti làm cái đuổi nè. Ok. Mạng thứ 7 dành cho mình. Quá dễ luôn anh em mà. Ủa rồi sao thì double kill vậy ta? Ủa, mình quýnh nó mình Volcat chứ mấy. Rồi hiểu luôn. Ở khi cái con mắt này bật ulti lên á thì nó sẽ gây sát thương chuẩn cho toàn bản đồ luôn nha anh em ơi. Tuy nhiên thì gây không có nhiều sát thương đâu. Nó gây nó đốt ly nhí thôi mà. Chả hiểu sao phải đó mình có cái double kill luôn anh em mà. Gọi là một công đôi việc. Rồi, đeo nát farm lính trong trụ này anh em ơi. Đeo nát farm lính trong trụ mình không có tha nó luôn nha. Bụp một cái nè, trời ơi, hơn nửa cây máu liền. Bọc phá thêm cái nữa nè, ngon chưa. Mạng thứ 8 anh em à. Trận này quá là xanh xao luôn rồi. Mạng thứ 8 mà còn có thêm 5 hỗ trợ nữa chứ. Mình đâu có đi hỗ trợ tem đâu anh em. Bật ulti lên á là mình cứ tự động là nó có cái hỗ trợ liền à. Và mỗi lần vậy là mình được thêm mấy chục vàng, có khi cả trăm vàng anh em à. Nó đã gì đâu á, xanh quá trời xanh rồi. Con này thì không phải gọi là Ameta gì anh em mà gọi nó hơi kén người chơi ấy. Tự nha, mình không bay KDC đâu, KDC ít máu hơn. Nhưng mà mình thích bay thằng AD nó hơn anh em mà. Rồi núp trong trụ với chúng tôi. Một cái đuổi này, úi xồ ôi. Đàm to lắm anh em mà, đó. Bật chiêu 1 chạy nha, đó, đàm to anh em. Rồi, sống luôn, sao mà giết được tôi, trời ơi. Xài chiêu 2 lụn qua tường anh em mà. Giờ rốt cuộc còn chấm máu này vẫn sống chứ phải. Muốn chết không được anh em mà, khó quá. Rồi, tìm thấy đối tượng rồi anh em ơi. Thấy đối tượng rồi anh em ơi, KDC. Một chấm máu này. Coi đèn này nhìn cháu quá em ơi. Này nguyên cái thanh máu dài. Không sao từ từ. Đánh lâu cũng chết rồi. Đó này thì châu với chúng tôi này. Em Elendor luôn chết rồi. Tay bị quét sạch rồi. Trận này win sớm hơi chán em ha. Mình còn muốn đánh con này thêm về cuối game ấy. Để xem là một cái ulti bao nhiêu máu của thằng AD. Mà chưa gì win mất tiêu rồi. Mình thì mình vẫn chưa muốn win sớm anh em mà. Rốt cuộc thì mấy anh khứa đồng đội tới mình win cái gì win bả luôn rồi. Ok thôi thì mà chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo nha. Ameta thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới Kilgott được đúng không anh em ơi. Kilgott thì lúc trước rất mạnh, nhưng mà bây giờ có quá là nhiều những cái vị tướng mà nó gọi là nó lên đời anh em mà, lên voi. Thì rốt cuộc là Kilgott phải xuống cún anh em chứ biết sao được đúng không. Nó giống giờ con Florentino anh em thử nghĩ xem. Con này mà đi solo với con Flor thì phải cỡ 3 con cái này anh em à. 3 con này mới solo lại con Flor được.
Trận này tem bảng bích tướng tùm lum tùm la hết trơn á, hai phép rồi hai AD nè. Nhưng mà mình cũng khá bất ngờ khi mà trận này lại có AOI anh em. Ở một cái bức tranh như thế này mà có AOI, chưa kể là AOI đu gọi là cũng biết đu đấy, không phải là dạng vừa đâu anh em à. Rốt cuộc thì mình định lên solo cùng với cả Theonat, bị thằng AOI ganh mất cái chiến công đầu rồi. Hồi sinh trở ra thì bây giờ Theonat nó còn tầm có chút xíu máu mà nó không chịu về anh em à. Đánh láo thật sự luôn ấy. Rốt cuộc thì ít ghi dội bom định cái S mạng của mình, nhưng mà đâu có dễ đâu. Đòi cái S với chúng tôi. May mắn là mình kịp quạt thêm cái nữa, mình có được cái mạng Teo đấy. Tình hình là mình vừa mới ăn xong con thần Kesa nên mà thấy Teo nát lên cũng khá là cao nè. Mình quyết định là mình quýnh luôn. Thì ai cũng, ui xôi, AOI đu 2 giây. Vãi cánh nồi à, ranh này, ranh thứ 5 mà AOI là đu 2 giây à. Ôi hiểu luôn anh em, hiểu ra một cái vấn đề luôn rồi. Cái vấn đề chính là AOI từ ranh cao xuống đánh ranh này. Úi rồi anh em nhìn AOI đánh kìa. Combo nó mượt, gọi là nó mượt như sân siêu luôn anh em à. Một là cày thuê, hai là gọi là từ ranh cao xuống ranh này đánh thôi. Cái trận này nó thực sự là bất ổn rồi. Khi mà mình, mặc dù là mình cũng từ rank cao xuống đánh, nhưng mình sử dụng cho mình cái con bài này nó hơi troll nên mà quả này mình định lao, mình định lừa tao nát đấy. Còn chấm máu xong rồi mình lao lên mình ao bởi nhây. Ai ngờ đâu, thằng AOI nó ghim mình hay sao anh em mà. Ba lần rồi đó, ba mạng mình ngụm là cũng chỉ vì cái thằng AOI này nó ganh, khó chịu thật sự ạ. Đánh rồng mình không ganh đi cho nổi, cứ lên top mà ganh này. Là mình giờ thọt quá trời thọt rồi, chết ba mạng rồi. Tình hình là khi mà mình mới hồi sinh lại, mình thấy bóng dáng Theonat đâu đây nè anh em ơi. Rồi hình như là mới ăn xong cái con dơi thì phải, tóc biến chạy đi đâu đây bạn ơi. Khi mà mình giữ lại cái chiêu 1, mình còn nguyên cả cái tóc biến này. Giờ cho Theonat thêm một cái tóc biến nữa luôn, mình cũng tóc biến thì mình ăn mạng được. Giờ không có AOI thì ai mà cứu được Theonat đây đúng không anh em. Tầm này mình cứ thăm ngàn thôi, cứ farm thôi chứ giờ phế quá rồi anh em à. Farm một hồi mà cố gắng gánh cái trận này nha, chứ thấy là tem bạn ép tem mình tới nhà luôn rồi kìa. Để xem là con blue có AOI nó còn không. Ha, à, hình như là còn nhưng bể còn đang ăn nữa. Thì mình qua mình kiếm luôn AOI nha anh em ơi. Tầm này thì mình nghĩ rằng với một chất tướng như là kêu gó thì mình không ngán AOI là bao đâu. Mặc dù là AOI xanh hơn mình khá là nhiều đấy, nhưng mà vẫn phải lùm được cái mạng qua AOI thôi anh em ơi. Nó từ từ cũng gỡ lại, chết ba mạng giờ mình gỡ lại được ăn ba mạng rồi nè. Bây giờ mình lại tiếp tục farm thôi anh em ơi. Theo nát tóc biến lên quýnh ôi chết rồi. Quả này vừa tóc biến lên ăn nguyên cái ulti của con Theo nát luôn anh em mà. Mình cũng không còn ulti, không còn chiêu mộ gì hết trơn á. Quả đó ăn ulti là xác định là bất lực luôn rồi đó. Làm cái bao cát cho nó bắn thôi chứ biết sao giờ. Ấy trời, Natalia này, Natalia tự tin vậy. Ui, hình như có vẻ là Natalia hơi xanh, bảy tự tin thì phải anh em à. Di chuyển lên mà dám đứng trước mặt mình luôn mà. Ghê thật sự, tem bạn nó đẩy trụ muốn tới nhà mình luôn rồi anh em ơi. Quả này mình không cứu cánh nhá. Trời ơi, thiệt tình luôn á, còn chấm máu gà đen ghê. Cái phát đánh của mình nó không chí mạng anh em à. Ví dụ mà pha đó chí mạng nó chắc chắn là thằng Van Heo này nó nằm mất tiêu rồi đúng không? Bây giờ thì tem bạn quyết định là tập trung ở mid này, đi chung rồi, bắt đầu đang đi chung rồi. Muốn ép tem mình hay là chăng đây? Mình thấy thì Natalia với lại Theonat đang bị tách lẻ ra nè. Mình cũng tận dụng cơ hội này mà lao lên mình quýnh hàng ngày luôn. Có chung cái double kill, sau đó thằng Vera tóc biến lên team mình thổi chịu rồi anh em à. Quả này thực sự là hết cứu rồi. Đâu làm gì được hơn nữa đâu. Trận này mình nghĩ là chắc thua rồi anh em mà. Kiểu tem nó 2 AD, 2 phép rồi sốc đam đồ này kia dữ quá, mình lại lên full đam nữa. Thứ gì chịu nổi đây đúng không em rồi. AOI với chúng tôi này, ảo tưởng sức mạnh. Ui xồi anh em thấy không? Mình lên mình mới cứ đưa cái đầu lên chưa kịp làm cái gì mà tem nó xả đam cái rộp kìa. Giờ lại phải vào mà hồi máu. Trận này sao win được đây anh em ơi? Anh em nào gọi là cho mình xin cái công thức để win được cái trận này mình áp dụng vào coi. Chứ hơi khó cho mình rồi đây. Mất một chủ lên siêu cấp rồi nè, mà hang này nó chưa chịu buông tha, định lấy thêm cái nữa hay sao ấy. Rồi xong bật tốc hành lên rồi các kiểu ha. Ui, mình chạy nhanh ghê chưa. Thôi anh em à, quay đầu là bờ nha. Chứ lên cao này phát nữa nó chơi mình chết. Em nói ta ghê. Có nên lên quýnh không ta anh em? Anh em nghĩ là mình có lên quýnh nó không? Chắc quýnh luôn đi ha anh em. Ui, đầu quá thôi không sao. Chết chắc người ta này rồi đó. Teo nát bỏ ông đội rồi anh em à. Bỏ của chạy lấy người rồi. Và anh em thấy nó bắn mình không? Bắn thứ gì chịu nổi được cái chứ. Hồi Elsu ra chết kinh công cả em ơi, rút cuộc bị thằng AOI nó vồ cho. Rồi xong vồ AOI, AOI này vồ Elsu tên mình nhưng mà vồ xong phải trả giá cho anh em. Đâu có dễ mà ăn xong mạng Elsu rồi chạy đi thôi, nhưng không có chuyện gì được. Chuối cơ chuối em ơi, hai trái chuối đã quá. Tóc biến là quẹt quẹt, ui sột. Đam to chưa anh em? Quả này full đam mà biểu sao không to đúng không anh em? Tầm này mình cũng khá là xanh rồi đấy. Từ thằng 1-3 bây giờ lên thành 11 năm rồi nè. Đó rồi, thêm thằng Nata này nữa đây làm gì đây? Làm gì đây? Thôi té. Ôi, nó bắn thêm một cái nữa thôi anh em à. Nó bắn thêm cho mình đúng thêm một cái nữa thôi là xác định lên bảng rồi đó. Hên quá anh em, không đủ tầm để nó bắn mình á. Làm tí nấp bụi anh em ơi, nó chết rồi không có chiêu một giờ sao ta? Thôi quạt luôn đi biết sao giờ anh em ơi. Ok, ăn được mạng Vera rồi. Thôi ăn được mạng Vera xong cũng ngẫm rồi anh em ơi. Hết vị rồi thì nhiên đâu ra khứa Elsu kéo nguyên cả tay bạn về đây luôn. Đây nấp bụi để coi bắt lẻ được nào, ông ai ngờ năm thằng sao bắt lẻ anh em. Thì nói chung số 5 cũng là số lẻ đó, nhưng mà nó lạ lắm.
Con tà thần bạo chúa nó chuẩn bị ra rồi nè, từ từ nha. Còn khoảng mấy giây nữa, đánh nhau kìa, đánh nhau kìa. Rồi bữa luôn đi mấy anh dây ơi. Mình thấy nó ta hết mana nè, tóc biến lên làm nó luôn nha. Thêm mà oi này nữa, oi này ảo tưởng sức mạnh hả em? Ảo tưởng sức mạnh hả em? Úi trời. Tầm này quạt một cái rộp thôi là thứ gì chịu nổi liền anh em. Phía dưới kia ổn không, ăn được ban heo không? Ăn được ban heo thì chắc là win luôn rồi anh em à. Tay bạn mất đi 5 thằng rồi nè. Giờ lấy gì mà đỡ đây? Nó gọi là lật kèo mạng nhãn luôn anh em à. Nghe chán thiệt cơ chứ. Lật kèo nữa. Tay bạn nó bích tướng tầm bậy tầm bạ tầm lum mà tay mình khổ sở thế này đây. Tay mình gọi là bích tướng quốc dân luôn anh em à. AD support mít rừng đầy đủ. Tay bạn nó bích tướng troll mà tay mình nó khổ gì đâu mà khổ. Và thôi ok, trận đấu này kết thúc với một cái chiến thắng dành cho mình nha. Ok, đến với trận đấu tiếp theo này thì mình sử dụng cho mình con bài Ata nha. Ata thì nói chung là nó cảm giác là nó trâu rồi đấy, trâu thì có trâu. Và về phần cơ động cũng hơi cơ động rồi. Nhưng mà khống chế thì nó quá là thiếu luôn anh em. Khống chế nó có nhưng mà nó không có tới anh em mà. Kiểu con lâm bum thì nó có cái lông trời lở đất đúng không? Còn con then nó có ủi về đồ này kia. Con này có khống chế mà không có tới. Giống như dựng cái tường ra mình cảm giác dựng cái tường nó vô chi vậy anh em. Nhưng mà dù sao thì mình thấy cái con Ata này nó cũng khá là khỏe đấy. Trâu có, đam có đấy. Đầu game thì nói chung là cũng chả có gì đặc sắc anh em mà. Đầu game thì mình ngấm một mạng nhưng mà bù lại mình hỗ trợ lại được ba mạng nha. Pha này dựng ulti này rồi xong, hai này kẹt lại ở đây luôn. Làm việc đi Ngộ Không ơi. Úi dồi ôi, chết rồi, bột phá hỏng người rồi anh em ơi. Bột phá hơi chậm xíu tại đám Ngộ Không nó bự quá. Làm cái mà đeo nát mất tiêu luôn à. Mình đâu có kịp trở tay đâu. Còn Ata này thì cũng hơi ao meta đó anh em mà. Thấy không ai chơi hết trơn. Tầm này thì mức ranh này thì nói chung là anh em thông cảm nha. Mình cứ sử dụng hết tất cả những cái vị tướng nào mà nó ao meta xong đi. Rồi lên ranh cao rồi mình sẽ bích khắc chế được các thứ. Rồi hướng dẫn anh em đánh nó này kia anh em ơi. Tầm này vẫn đang đánh cái ranh này ấy cho nên là chưa có bích nhiều cái vị tướng nó khỏe nó hợp meta cho anh em tham khảo anh em leo ranh được. Này Erin láo với mình này anh em ơi. Nó khinh thường mình thì phải thêm thằng Na này luôn đi. Con ta này mình thấy cảm giác là khỏe đấy anh em à. Ui chết rồi. Ulti thế này thì vỡ mồm rồi anh em ơi. Làm quả hỏng hết cả người thật. Nó nhức nhức cái đầu ghê luôn anh em. Dựng quả tường gọi là đau mắt hết cả anh em viewer luôn. Đây là một pha solo kill giữa Rat cùng với cả Garishi nè. Mình thấy Rat hơi toàn rồi. Rồi xong Rat lên bảng mất tiêu. Dựng tường này cho Ngộ Không tới húp cái mạng Garishi này nha. Tất nhiên mình cảm giác cái dựng tường này nó vô chi ghê luôn anh em mà. Kiểu thà dựng tường xong rồi tem địch mà kiểu dính vô cái tường này nó sẽ bị choáng khoảng tầm mấy không phải mấy hoặc là một giây đi. Đúng không anh em? Làm vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn dựng quả tường nên chả làm được gì hết trơn à. Nó vô chi quá. Đây là cái lý do mà tại sao có Ata này nó bị ao meta đó anh em. Nó giờ đẩy lính vào trong trụ ép nè. Á, Erin này dựng tường luôn nha anh em ơi. Thôi lượm đi, Rat ơi. Ôi Rat ơi là Rat ơi, xong thấy Rat làm gì hết. Hình như là Rat không có ulti anh em à. Ờ đúng rồi, Rat không có ulti thì đâu có làm gì được đâu. Pha này mình tiền đề thì mình tiền đề chứ cũng không. Ui, toàn rồi, Erin nó có băng xương nó ao nhay rồi. Chủ quán mình gặp mũi tỏi mất tiêu. Ấy chà chà, cặp AD support ở đây luôn nè. Có Ngộ Không mình nghĩ là đánh được á. Đó, chiêu một lên dựng tường cái nhẹ rồi. Xong Erin kẹt lại đây luôn, ulti choáng. À gì, chiêu hai choáng. Ngộ Không gõ đã luôn anh em ơi. Từ từ bộc phá, úi trời, đam là Ngộ Không bự ghê. Mình bộc phá không kịp luôn anh em mà. Nó làm gì mà Arduin nó chết luôn rồi kìa. Nãy giờ mình cứ me mà bộc phá cái S mà không được. Tại vì đam con Ngộ Không, đam con Rat rồi này kia nó to quá mà đâu canh nổi đâu anh em. Mấy con này đam nó làm một cái một là đi rồi. Không bộc phá được luôn á. Pha này thì mình đang chờ lính vô anh em mà. Lính vô rồi binh AD bên này phụ mình ép chủ á. Karisi này hơi láo rồi đấy. Từ từ nha, mình đang câu kéo cho tay mình tới anh em mà. Rồi dựng quả tường như thế này đỡ đi. Đỡ làm sao mà đỡ được. Ui ôi, mấy em tí mình cũng ngẫm nè anh em. Kiểu cái thanh máu này mình nhìn thấy cũng quen anh em mà. Mình cứ tưởng là mình còn nhiêu đây á. Mà đầy máu, ai ngờ đâu anh em nhìn cái miếng màu xanh xanh á. Mình còn có miếng đó nè anh em. Chứ không phải là mình còn nguyên cái máu màu xám đâu nha. Đó. Cái máu của Ata này hơi ảo, nhiều khi mình cứ tưởng mình trâu anh em. Là mình ảo tưởng không à. Ai ngờ đâu cái máu của mình thực sự là nó chỉ có một cái miếng màu xanh nhỏ nhỏ thôi à, chứ không phải là cái phần màu xám. À mà nói qua về chất tướng á, thì cái phần máu màu xám đó là tức là cái phần máu ảo của con Ata này. Khi mà anh em mất máu là nó sẽ chuyển thành màu xám nè. Và anh em cái phần máu xám này sẽ giúp cho anh em hồi lại thành cái máu màu xanh. Khi mà anh em đánh lính hoặc đánh quái nha, cứ gây sát thương vào lính hoặc quái hoặc là người luôn anh em mình, vào tướng luôn nha, thì anh em sẽ được hồi một cái lượng máu. Nói chung gây bao nhiêu sát thương hồi lại bấy nhiêu máu đó anh em. Nói thế đi cho nó dễ hiểu. Còn về phần combo thì cái chiêu 2 anh em móc vào tường ấy, móc tướng địch vào trong tường hoặc là móc không cần vào tường cũng được anh em mà. Nếu như mà không có tường ấy, thì anh em xài chiêu 2 anh em sẽ kéo tướng địch lại một khoảng rất là ngắn chứ không có nhiều đâu. Kéo về có chút xíu thôi anh em ơi. Còn anh em móc vào tường là anh em sẽ đẩy tướng địch vào trong tường cùng với mình luôn để làm choáng tướng địch nha. Đó, như anh em thấy là mình vừa mới choáng mấy con lính nè. Chơi con này thì combo theo kiểu là dựng tường lên xong rồi chiêu 2 choáng thôi anh em à. Hoặc là lướt chiêu 2 lên như vậy nè xong dựng ulti ra thôi. Con này cũng chả có nhiều combo đâu.
nói chung đánh theo cảm tính thôi mà. Đó, anh em thấy cái lượng máu của mình nó ảo không? Nhìn cứ tưởng là châu bò, ai ngờ đâu còn chút xíu máu à. Ô anh em ơi, ui nãy giờ mới làm được một quả ông ty đẹp đẹp đó anh em ơi. Làm phải ông ty double kill luôn, ngon lành chưa? Spot nãy giờ ăn 5 mạng rồi đâu ít. Á, thằng Nga này chơi luôn anh em ơi. Từ, hình như là mình còn có miếng máu rồi anh em ơi. Có nên chơi, ông ta hơi chơi luôn đi, bọc phá cái nhẹ. Ok, ăn được mạng Nga này, tương đối là dễ dàng ha. Chứ còn teo nát sao ta? Thì mình không biết sao nữa anh em ơi. Có Murad nè, chắc Murad sẽ phụ mình ăn được thằng teo nát này á. Đợi đến vào coi nè. Murad ơi, lấy nội tại rồi các thứ đi Murad ơi. Teo nát nó trúng trong nhà rồi anh em ơi, thằng này khôn thiệt chứ. Nó biết nếu mà nó ngụm thì trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc luôn anh em mà. Đây là núp trong nhà, nó thủ nhà nè. Khôn dễ sợ thiệt. Từ từ nha. Kali sĩ đòi combo mình rồi anh em ơi, chạy. Combo sao mà tới được. Mấy này thích dí mình ghê anh em. Erin này dựng mặt à. Nó không biết là có đàn anh Murad mình đằng sau anh em ơi. Dựng tường lên cái nhà nè Murad ơi. Lụm nó. Ủa Murad đâu rồi? Ông cố Murad ông làm gì rồi ta? Chơi này luôn nha anh em ơi, thoải mái. Thoải mái anh em, tầm này mình trâu lắm rồi. Tại mình nãy giờ mình ăn được khá mạng á. Nên thành ra cũng hơi xanh. Nó trâu anh em ơi. Trâu điên trâu khùng luôn. Làm thằng này luôn không anh em ơi. Còn chém máu nhưng mà không có ngại nha. Đó, dừng chơi không sợ mưa rơi anh em à. Từ từ chạy đã. Rồi ok, nó hết ulti rồi anh em. Mình chờ nó xài ulti nãy giờ á. Dựng từ bọc phái cái bụp nè. Ok, có ngay mạng của thằng Arduin. Tay bạn mất đi 4 thành viên rồi anh em à. Giờ chỉ còn có mỗi teo nát thôi. Teo nát sống dai thì nãy giờ không nó không dám ra luôn anh em. Lúp trong trụ không à. Khứa này khôn thiệt chứ. Làm gì đó đi. Anh em giờ ai làm gì đó đi, lượm thằng teo nát này mà win luôn đi cho rồi. Đánh con này mình cũng thấy hơi chán chán rồi đó. Đó nè, làm tiền đề nè. Rồi ok, win thôi anh em ơi. Và trận đấu này chắc chắn cũng sẽ lại kết thúc vào đây với cái chiến thắng nhà mình nha. Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo nè. Trận này đánh nhàn phết anh em à. Esport đúng lúc nào cũng nhàn. Ok, đến với trận đấu tiếp theo thì mình sử dụng cho mình vị tướng râu câu anh em à. Tại vì mình thấy Ajinka khó chịu quá. Mà con Kibot này mình xài mất tiêu rồi, giờ biết sao giờ. Mà đánh râu câu gì, râu câu đó. Thì mình thấy cũng có con Flo nữa, khá là ổn trong việc đối đầu với lại con Ajinka. Nhưng mà thôi anh em, Flo để lên cao múa chứ ai quýnh lên này đúng không anh em ơi. Ok, bắt đầu vào trận đấu luôn nào. Ở đầu game thì mình mới cướp con red của tay bạn xong về ăn blue anh em mà. Rốt cuộc thì về đây thấy cái cảnh tượng này, Ryoma đứng trong ngay trong nhà mình nó farm anh em. Sợ thằng này thật sự luôn ấy. Rồi xong giờ hết chạy rồi nha cu ơi. Đằng sau nó không đứng lại anh em ha. Kiểu nó phải đứng lại chứ mình lụm nó đi rồi nó hồi sinh cho nhanh, nó về ra nó còn farm nữa. Nó câu kéo đúng mất thời gian của mình luôn anh em à. Mất thời gian của mình lượn nó luôn chứ phải mỗi mình đâu đúng không anh em. Gặp mình pha đó mình để cho đâu câu nó bắn ngụm mình đi cho rồi đi, mình hồi sinh cho nó sớm ra mình còn farm rồi đi ganh rồi, mất đỡ mất thời gian đúng không anh em. Trên kia ăn rồng rồi thôi, mình nghĩ là lên không kịp nữa rồi. Ở đây ăn nhẹ con Kesa này đi, bù quá sức lại ha. Rồi giờ núp bụi thần trưởng nè, chờ khứa nào đi qua đây. Ajinka rồi xong. Ajinka của chúng tôi nè. Anh ấy biết tại sao mình lật con ti không? Tại vì mình muốn ăn mạng anh em mà. Và đó nếu như mà mình để rô cái gì UE cắt á thì vẫn ăn được cái mạng thằng Ajinka đấy. Nhưng mà là UE ăn anh em. Còn mình bật con ti lên để mình miễn khống chế, không có cho cái thằng Ajinka nó đẩy mình ra. Mình cũng KS mạng nữa đúng không anh em mà. Tập này mình phải có mạng sớm mình mới xanh gánh tem được chứ đúng không? Chơi con râu câu này thì được cái là mạnh ở đầu game. Cho nên là nãy giờ mình qua bên rừng thằng Murad mình cướp liên tục luôn em mà mới cướp con blue của nó nữa nè. Đó. Bây giờ Murad chạy đâu đây? Chạy trời, nó chạy được anh em, nó chạy nhanh quá. Thôi kệ đi. Ở đây bắn Alice và Erin cũng được anh em mà. Ôi Alice chạy luôn rồi. Sao chạy hết trơn vậy? Mình đụng thằng nào là nó chạy mất tiêu anh em mà. Đúng này hơi tù, con này mà cỡ do thêm hai cái lướt của Nagaroth nó tiêu. Này thằng quái vật luôn anh em, không phải con người mãn tướng bình thường nữa đâu. Và đây là pha solo kill giữa One Kill Shopee với lại Trần Bình Shopee. Úi xôi, solo ghê. Ghê chưa, thôi mình đi ra đây anh em ơi. Tóc biến rồi, hai con tóc biến à. Ghê vậy. Giờ mình sẽ lừa Ryoma nha. Nhìn thì có vẻ là mình còn chấm máu rồi xong. Nhìn cái lớp giáp ảo á. Gặp mình Ryoma mình còn ngán á chứ nói gì Ryoma anh em. Mua đá làm gì này. Giữ mặt mình anh em à. Mình thì còn chút xíu máu thôi đó anh em, nhưng mà chiến lắm. Thôi để phần còn lại do Yuka và lại UE lo nha. Ê, KS mạng nè. Ngon lành chưa. Ui, nãy giờ mình không để ý luôn, nãy giờ mình ăn 5 mạng rồi hả anh em. Từ nãy giờ mình tưởng mình còn đang ăn 1-2 mạng, 2-3 mạng chứ ai ngờ ăn 5 mạng luôn rồi, xanh dữ. Ui sợ chuối kìa anh em ơi, nguyên nãy chuối luôn kìa. Ui sao nó đã, bật công ty lên lùa gà nha anh em ơi. Rồi, bật công ty lên bắt đầu lùa gà nè. Bụp một cái nè. Ôi vậy mà lùa được có đúng con gà Erin nè anh em ơi. Không lùa được thêm nữa ta, chán ghê. Nói chung thì con Alice đó anh em, nó búp tóc chạy dữ quá. Nó bật cái chiêu 2 lên là mấy anh kia nó chạy nhanh quá trời nhanh luôn à. Không kịp làm gì hết trơn. Bụp một cái nữa nè, vừa đủ đam luôn, hay quá anh em à. Và đó đúng là vừa đủ đam luôn ấy. Từ từ nhân Ryoma nó ở đây nè anh em ơi, nó ở đây chứ không đâu hết nè. Đó, nó kìa.
Rồi núp trong bụi định xiên mình với lại AD đây mà. Này thì giỡn mặt của chúng tôi nè. Guido. Hay quá Guido ơi. Đó phần thưởng Guido là con blue này nha. Nó giỡn chứ mình ăn đây mà blue mình sắp hết rồi. Nó xong rồi Alex nó bị chói lại như thế này thì quá bất lực luôn. Hết chạy thật sự ấy chứ. Con Roker này kiểu không có lùa được con Erin anh em ha. Tại vì con Erin nó bật ulti đó chạy nhanh quá, từ từ mua đá nó chuẩn bị ra này mới bật chiêu một sẵn nha. Đó vào tư thế chuẩn bị. Kiểu có một cái mẹo anh em là anh em cứ bật chiêu một sẵn nó đi, mua đá mà lướt lên mình thục nó một cái một liền luôn, xong mình chiêu hai mình thục nó thêm cái nữa là đảm bảo vừa đủ đam luôn anh em à. Tình hình là hết lính rồi cho nên không có ép được anh em mà. Đây là một cái pha bọc đầu nè, bật ulti lên rồi xong Alex rồi, Alex Erin được các thứ rồi bỏ mạng rồi anh em ơi. Bực một cái double kill nè, tới Ajinka luôn đi. Ơ Yuka đâu rồi? Yuka sợ à. Trời ơi. Ơi mega kill anh em ơi. Hình như là mega kill thì phải. Thục. Ôi. Mega kill của tôi đâu rồi? Còn ai á? Còn Murat á? Giờ sao ta? Giờ mình không biết sao thiệt luôn á anh em ơi. Giờ không biết đi đường nào nữa. Rồi đi đường này đi, đi đường này chạy thẳng ra. Ơ sao chết rồi? Trời đánh không đồng đội gì hết trơn à. Violet vậy mà cũng ăn cái mạng Murat của mình nữa, không cho mình mega kill. Buồn ghê anh em ơi. Rồi Alex nè, Alex với chúng tôi nè, tiếp luôn Erin này đi. Thôi chạy ra anh em ơi. Mình sắp hết lớp giáp ảo, chết rồi, vừa chạy ra xong mà chạy vô lại chứ gì ta. Tuyệt tình luôn á, sắp hết cái lớp giáp ảo rồi mà. Cứ vậy chạy luôn đi cho rồi anh em ơi. Chạy đi farm đi ăn mục tiêu rồi này kia. Hồi sinh lại tiếp tục là giờ ép thôi anh em ơi. Giờ mình cũng muốn win rồi á. Win con này hoài hơi chán. Đó mày thục một cái một này anh thấy không? Cứ thấy thằng Murat lại nằm vào tư thế chuẩn bị cho mình. Chết rồi, thục vô con xe rồi, thục nhầm xe rồi, không á. Bụp một cái nè. Trời ơi xui ghê ta. Vừa mới hết ulti luôn anh em à. Mình vừa mới hết ulti miệng khống luôn á. Bị Ajinka hất lên đúng lúc ghê. Chủ bắn ngụm mất tiêu rồi. Con Roke này nói chung đánh ranh này vẫn còn kiểu phí quá anh em. Con Roke này để tầm cao thủ vài sao á, đánh là đẹp luôn. Chứ giờ đánh ranh này vẫn còn mạnh quá. Quá là hủy diệt luôn anh em à. Nè chuẩn bị nè, bực chưa bụng lên mình lùa nè. Bực ulti vô bắn từ lính vô đây anh em ơi. Chờ lính vào đó. Chứ mình ráng mình win sớm luôn đi. Cái tầm này để lâu là đánh con này cũng chán rồi anh em à. Đó, cứ mỗi thằng thục thôi. Thục cái nữa này, Ryuma nè anh em ơi. Erin nè, Erin nè, Ryuma. Ê, mega kill. Mega kill của tôi. Trời ơi, chết rồi, không có tiền lên liềm này anh em ơi, không ơi. Ồ, khó thế. Thằng này là cái thằng mạng thứ 5 nên mega kill mà luôn ấy. Khó ta, trận này hụt mega kill 2 lần rồi. Thôi đồng đội của mình win cái trận này luôn mất tiêu rồi anh em ơi. Thằng này để chủ là win rồi ha. Ok, lại là một trận win nữa. Ok và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo này nào. Superman anh em ơi. Ở Superman thì một thời là gọi là một thế lực cực kỳ kinh dị luôn ấy. Nhưng mà từ khi ra cái giải hay sao anh em ơi. Lúc mà ra cái giải là con Superman này nó yếu hẳn luôn ấy. Phải là cái giải mình cũng không nhớ nữa, mà từ một cái lúc nào đó anh em à, là con Superman này bắt đầu là bị lãng quên về meta dần. Chứ đã từng có một khoảng thời gian của Superman này cực kỳ hot luôn. Từ trong giải đánh ranh là nó mạnh lắm anh em à, vừa mạnh mà vừa hot nữa. Mà từ khi nào con Superman này bị lãng quên mà cũng chả nhớ. Anh em nào nhớ thì nhắc lại cho mình nhớ nha anh em ơi. Con này đến trong Bilen thì cũng không có lại ai đâu. Được, nó đẩy lính rồi xong rồi đi gan đi ram cho đồng đội thôi anh em. Đó, tầm này nói chung là di chuyển rồi này kia thôi, chứ đánh Superman là không có ở lại solo đường lại ai đâu nha anh em ơi. Úi ôi, lên đây ulti kết được hai mạng rồi đã chưa. Ulti xong quét chưa một cái có nghe double kill liền anh em. Có cần làm gì nhiều đâu. Ôi mình mới thấy trái chuối anh em mà chạy yếu sao Erin còn chấm máu luôn á. Ai đã làm em thành ra như thế này? Trời ơi, dễ chưa anh em? Làm chiêu 2 cái nhẹ là ăn được mạng liền. Nó sức đánh Superman dễ mà anh em ơi, đâu khó đâu. Xử lý xong Erin rồi giờ mình tiếp tục là di chuyển lên trên đường rồng mà anh em ơi. Đánh Superman là anh em cứ di chuyển nhiều vào giúp cho mình nha. Một cháu này, tới cháu Teo Nát này, tới cháu Teo Nát này. Ok, lên có cái double kill dễ chưa? Xong cái lại về lane thôi đúng không anh em ơi? Di chuyển xong rồi giờ mình tiếp tục mình về lane một đại lính thôi. Erin với chúng tôi nửa cây liền. Từ nha. Ủa sao AFK à? Ủa sao Erin đang đứng im rồi anh em? Ô, ông này cũng đứng im mất tiêu rồi. AFK à? Chưa gì mình ăn được 6 mạng đầu game này nè. Quá xá đã luôn. Giờ AD muốn thì mình solo với AD luôn anh em. Xanh quá thì xanh này mà. Bật ulti lên này chuẩn bị đẩy nè. Đó, đẩy nè. Đẩy nó, ôi chết rồi, đẩy hụt lên em ơi. Ui, đẩy hụt nữa rồi. Không quá. Rồi sao lúc trước mình đánh con này cũng được mà ta, giờ đánh gà ghê anh em mà. Hồi trước lúc con Superman này hot đó là mình đánh cũng được lắm chứ. Giờ đánh tệ quá. Chứ gì ủi 2 lần hụt có tiêu. Không bực mà gì hết trơn. Đây để mình làm một pha đột biến nè. Nên mình làm một pha đột biến ủi giờ cho lâu reo múa nè. Ulti nè. Rồi đẩy ra nè. Đó đẩy về nè. Đẩy chết rồi. Sao đam mấy này bự vậy. Mình xanh lắm mà ta. Mình nhớ mình xanh với lại mình lên nhiều đồ đam lắm mà ta. Sao mấy này đam to thế. Không rồi.
Hồi sinh trở lại rồi em ơi, nó tìm bữa ID này luôn nha. Làm gì đó đi AD, teo gì? Ờ, Stuart ơi. Này này này, teo hát này em ơi. Trời ơi, Unti là bạn vô tường hỏng rồi. Ây da, sao tay bạn nhiều không chết thế. Unti nè, chiêu 1 nè, đấm thường nè, double kill nè, chip bù kêu nè. Bây giờ còn con bò lụm nó luôn đi gì Stuart ơi. Lượm luôn nha, mình cho mày mình ủi về cho AD thêm mình nữa nè. Ôi chết rồi, ủi ra rồi, hỏng rồi, chết luôn ơi. Giờ sao sống ta? Mình không biết giờ sao sống được luôn anh em mà. Toan rồi, sắp tao không tiêu rồi. Bò ăn được bạn nữa chứ. Hồi sinh trở ra này nè, mới thấy Erin đi lẻ nè, đó mình quyết định mình làm nhẹ Erin này luôn đi. Mà chả hiểu sao nó bắn mình cho mình lướt không được luôn anh em mà. May sao thì có mấy thằng fan mình tới nó hỗ trợ mình ăn được cái mạng Erin này chứ. Không là vỡ hết cả mồm rồi đấy. Coi Erin đúng lỗi game luôn. Rồi quay qua lại cái mấy đồng đội mình chết hết luôn rồi anh em ơi. Ngầm hết ba thanh niên rồi, giờ còn mỗi mình với lại Lily nè. Phải mình tóc biến lên mới ăn được mạng của Airi. Đó, là liếm được mạng của Airi. Con Superman này mình cảm giác là khó gánh lắm anh em mà. Đánh tiền đề cho team thôi, chứ còn để mà nói gánh team thì quá khó luôn. Team mình ngậm hết 4 thành viên rồi, giờ không biết sao mà đép trụ được ngày đông lạnh giá luôn anh em ơi. Nhìn team nó ép muốn vô tới nhà rồi kìa. Đó, mình đang có một cái pha bọc đầu này anh em ơi. Chết teo nát rồi, rồi chạy. Chạy đâu đi con sâu ơi. Nhưng mà Airi này nó ghê quá anh em ơi. Ôi Airi đúng ghê luôn, coi nó xả ra mình kìa. Mém tí là mình ngậm rồi. May sao có anh Vân Ca tới anh cứu. Giờ sao đép được ta, khó quá anh em mà. Mém tí mình ngậm nè, may quá. Ôi đừng để chết mà, sao để con ai trên cá xanh quá vậy. Hình như là thua luôn rồi anh em mà. Thua tới nơi rồi thì phải. À cũng được, tiếp đó là ai trên cá này, còn bò này, ok ăn được luôn cái mạng của bò. Chủ nhà còn có chấm máu rồi anh em. Quýnh quay đi quay lại, mình thì xanh quá vậy xanh mà team mình nó gà quá. Team mình đánh phích mạng quá anh em mà. Nói chung ai cũng có lúc này lúc kia rồi mà đúng không. Thông cảm đi, không sao anh em ơi. Đó giờ mình thấy thằng Teo Nát bắt đầu đi lẻ nè. Đó đi lẻ mình ulti lên mình muốn bắt vào thằng Teo Nát này luôn anh em. Úp cuộc có thêm ID nữa. Đúng cuộc sống này không ai ngờ thiệt á. Con Teo Nát đúng châu luôn. Mình cứ ủi ủi nó mà không làm gì hết trơn anh em mà. Hay quả này ID nó lượm được mình luôn rồi. Giờ mình lên bảng rồi, mấy đồng đội mình không biết là lo lắng được hay không đây. Hay quá anh Triệu Vân ơi. Hay rồi. Vừa mới bảo hay xong thì lâu với lại Lily lên bảng tiếp rồi anh em ơi. Giờ còn có mình sao đép được ta. Một cánh én này không thể nào mà làm nên mùa xuân được anh em mà. Nó tóc biến mình muốn chơi Teo Nát này luôn nè. Giờ lượm được Teo Nát này là đảm bảo là không có đam để trụ nữa. Nhưng mà quýnh hoài chả hiểu sao nó không chết anh em. Thì ra bật cái táp lên lại mới thấy là nó lên cái cung tà ma. Nó bán đồ nó lên cung tà ma luôn anh em mà. Còn Stuart đứng sau không biết nó làm gì, nó không lên hỗ trợ mình nữa. Và đó có mình lên mình đánh vô Teo Nát mà AD mình chả hiểu đứng sau làm gì anh em mà. Thôi thì trận đấu tới đây cũng kết thúc rồi, gãy chuỗi mình mất tiêu rồi. Chuỗi đây là chuỗi 17 rồi anh em mà. Ok, và clip tới đây cũng tương đối là dài rồi. Và mình cũng đánh 6 tướng rồi anh em ơi. Và nếu như mà anh em cảm thấy video này hay á, thì mình mong là anh em hãy để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và mình chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình anh em nhé.